Rồi em xin chào quý anh chị cô bác mình nha. À, mua số à? À. Vừa rồi cái anh mới vô anh loại nên mình không có quay nha anh chị. Rồi hồi nãy anh vô anh kiếm con số 00, hồi nãy có con tóm 900, anh lấy cái số tóm 900 nha anh chị cô bác. Rồi bây giờ mình sẽ quay Đài Quảng Ngãi ngày 21 tháng 10, thứ bảy. Hôm qua em video em quay rồi mà em đưa lên làm sao nó riêng tư mắt. Rồi hôm sau có về xíu em đưa lên luôn. Rồi 38 này, 03 này, 95 này, 21 này, 65 này, 01 này, tóm 4 này, 52 này, 47 này, 19 này, 37 này, tóm 6 này, 12 này, 29 này, 75 này, 66 này, 58 này, 99 này, 81 này, 68 này, 10 này, 28 này, 93 này, 49 này, 49 này, 93 này, 28 này, 92 này, 74 này, 51 này, 46 rồi, 68 này, 10 này, 58 này, 99 này, 31. Rồi giờ em rồi em cũng bón được 1-2 sắp rồi nha anh chị, 1-2 sắp số rồi. Nãy có bón số đó đó, số đó cũng đẹp á. Nãy là tóm 900, còn ở đây là tóm 901. Hồi nãy em bón cái số giống dài nè anh chị, tóm 901. Hôm nay em bón tóm 900 đó. Nãy có số 00 nha anh chị. À, ở đây 01. Đâu em quay video đến đây cũng có lẽ là cũng là xin tạm dừng. Anh chị cũng bón nha, anh chị cũng bón, mình có lấy số thì hẹn cho em Zalo các bạn 0968634712, còn ở đi băng tên Viên Ngọc Tài 4512205273226 nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác nha. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video của em. Chúc cho anh chị chiều nay may mắn phát lộc, có tài thằng tài gõ cửa mọi nhà nha anh chị.